Sáng nay, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án số 01 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới đây đều là những văn bản quan trọng trong công tác đối ngoại đảng cụ thể hóa các mục tiêu quan điểm nhiệm vụ giải pháp lớn của đảng ta nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại đảng và công tác đối ngoại đảng phát huy thành tựu kinh nghiệm khắc phục hạn chế tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại đảng và quan hệ đối ngoại đảng đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trách nhiệm sự đóng góp hiệu quả của các cơ quan cấp ủy các cấp trong triển khai các mối quan hệ đối ngoại của đảng tăng cường tính chủ động tính kế hoạch và tổng thể trong triển khai các mối quan hệ đối ngoại đảng trong toàn hệ thống chính trị, thông qua tuyên truyền, quán triệt nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ sự đoàn kết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín quốc tế vị thế của đảng và đất nước, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đề ra tại đại hội 13 của đảng.